Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức về an ninh trật tự có trong phần nhật ký 141. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo kháng cáo trong vụ án Việt Á. Theo đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo liên quan có đơn kháng cáo. Cụ thể, bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét, đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nhận được nhiều đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ Việt Á. Trong đó có bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế. Trước đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên bản án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Theo đó, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 29 năm tù về hai tội danh, đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhận mức án 18 năm tù, tội nhận hối lộ. Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội vừa tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời khám phá nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến pháo nổ, góp phần hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra. Theo đó, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã tiếp nhận thu hồi 290 khẩu súng các loại, hơn 1.800 viên đạn các loại, 10 quả lựu đạn, đầu đạn các loại, gần 400 công cụ hỗ trợ và hơn 790 vũ khí thô sơ, 87 hộp linh kiện vũ khí. Ngoài ra, liên quan đến các vụ việc vi phạm về quản lý sử dụng pháo, trong vòng 2 tháng, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã điều tra khám phá gần 150 vụ việc với hơn 180 đối tượng. So với cùng kỳ cao điểm năm ngoái, tăng 83 vụ bằng 225,7%, 109 đối tượng bằng 239,7%. Có hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo đạt 136,7% chỉ tiêu cao điểm. Với việc triển khai đồng loạt sâu rộng đến từng địa bàn cơ sở, Công an thành phố đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, hành động quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Một số đơn vị đã chủ động sáng tạo, tổ chức tuyên truyền với những hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, mang lại hiệu quả cao trong công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo như Công an quận Hà Đông, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Công an huyện Phú Xuyên, Đông Anh, Sóc Sơn. Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh làm rõ vụ thiếu nữ 14 tuổi được gia đình trình báo bị mất tích khi từ quê Hà Nam lên Hà Nội vào ngày 15 tháng 2. Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự mời gia đình thiếu nữ đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Sau nhiều giờ tập trung lực lượng xác minh, đến 22 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy thiếu nữ đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Làm việc với cơ quan chức năng, em tường trình sau khi ăn Tết cùng gia đình, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, em đi xe khách một mình để về nhà. Tuy nhiên, khi đến bến xe Giáp Bát, em đã không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái, quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tiếp đó, đến ở cùng bạn tại quận Bắc Từ Liêm. Do đi chơi không có tiền nên em đã bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Đặc biệt, quá trình tổ chức xác minh thông tin, trong lúc đang làm việc với phụ huynh của thiếu nữ thì điện thoại của mẹ em nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng, nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh để làm rõ vụ việc. Công an quận Hà Đông khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên trang mạng xã hội, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác. Trong sự việc này, tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là ví dụ.
Bên cạnh đó, khi xảy ra vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra, xác minh, trình báo với cơ quan công an, cẩn trọng khi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Qua sự việc trên, các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, tránh để việc các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Không có công ăn việc làm ổn định, lại muốn có tiền tiêu xài, một nhóm gồm 3 thanh niên tại Hà Nội đã tụ tập và bàn nhau đi trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, các vụ trộm được lên kế hoạch một cách tinh vi khi các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng, thậm chí có thể thủ sẵn dao bầu để chống trả người dân nếu bị phát hiện. Mới đây thì sau một thời gian khẩn trương đấu tranh, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ và triệt phá ổ nhóm trộm cắp manh động này. 3 con dao bầu, 1 thanh kiếm cùng các vật dụng dùng để phá khóa xe máy. Nhìn những hung khí này, phần nào người ta hiểu rõ được sự manh động và táo tợn của ổ nhóm trộm cắp xe máy. 3 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Anh Vũ sinh năm 1995, Đào Viết Lưu sinh năm 1993 và Nguyễn Thanh Lam sinh năm 1983 cùng trú tại Hà Nội. Dù có số tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã có tới 12 tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, có đối tượng còn vừa mới ra tù nhưng đã ngựa quen đường cũ. Nếu chuẩn bị đi, em có ra ngoài chợ Cổ Đông em mua mấy con dao phóng mà để đêm mà em đi mà có gặp trường hợp mà có xe mà để không ai trông giữ đấy thì em sẽ nhảy xuống em lấy. Đấy, và cái mấy hung khí em mua đấy em chuẩn bị như thế để nếu mà có người dân phát hiện thì em sẽ lấy ra để em đe dọa để em hòng thoát thân bọn em. Đây là ổ nhóm đối tượng rất là manh động. Các đối tượng thì đều có nhiều tiền án tiền sự, đều về tội trộm cắp tài sản. Thì trước khi phạm tội thì các đối tượng đã bàn bạc thống nhất với nhau phân công nhiệm vụ cụ thể khi vào trộm cắp tài sản. Các đối tượng còn chuẩn bị sẵn hung khí là dao phóng lợn để sẵn sàng chống trả khi mà bị người phát hiện. Không dừng lại ở sự manh động, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội mà ổ nhóm này còn rất chuyên nghiệp trong quá trình trộm cắp. Chỉ mất vài chục giây là các đối tượng đã có thể phá khóa xe máy thành công. Con mồi mà các đối tượng nhắm đến là những chiếc xe tay ga đắt tiền nhưng không có người trông giữ để hớ hênh bên đường. Em đi lang thang ngoài đường, gặp những chỗ vắng người không có ai trông giữ thì em thấy có xe để đấy thì em vào em lấy thôi. Những cái xe máy là như nào thì em thì loại nào em hay lấy? Em thì em xe số em lấy mà xe ga em nói chung cái gì mà người ta không trông giữ thì em lấy thôi. Bên cạnh sự chuyên nghiệp của các đối tượng thì không thể không nói đến sự sơ hở, chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách chót lọt. Cơ quan công an khuyến cáo người dân là đối với những tài sản có giá trị, đặc biệt là xe máy, khi mà để ở ngoài đường thì phải gửi ở những nơi đảm bảo có người trông và có khóa cẩn thận để tránh cho các đối tượng có cơ hội để phạm tội tiếp. Bước đầu, nhóm này khai đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy chỉ trong vòng 2 ngày. Xe máy sau khi trộm được, đối tượng nhanh chóng tẩu tán, bán lại để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 7 chiếc xe máy các loại. Công an quận Ba Đình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Đề nghị những ai là bị hại, bị mất trộm tài sản, liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc phân cấp, việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ngành, văn hóa và thể thao, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội, xây dựng, công thương, du lịch, tài chính, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 141 ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.